Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Luật sư Phan Trung Hoài, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát là người đầu tiên tham gia xét hỏi. Ông Phan Trung Hoài đã đặt câu hỏi đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB, nhằm làm rõ vai trò của trương mỹ lan tại ngân hàng scb mối quan hệ giữa trương mỹ lan và các bị cáo này về tầm ảnh hưởng của trương mỹ lan tại scb bùi anh dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb khai trương mỹ lan thường mở các cuộc họp với sự tham dự của dũng cùng trương khánh hoàng khi đó giữ quyền tổng giám đốc ngân hàng scb trần thị mỹ dung khi đó là phó tổng giám đốc ngân hàng scb để bàn về công việc tại ngân hàng Bùi Anh Dũng thừa nhận, trong thời gian làm việc tại SCB, tất cả vấn đề từ kinh doanh đến nhân sự, mình đều xin ý kiến Trương Mỹ Lan. Theo bị cáo Dũng, Trương Mỹ Lan là người kinh doanh giỏi và được nhiều người kính nể trên thương trường. Lý giải về vai trò của mình tại ngân hàng SCB, Bùi Anh Dũng cho hay, bản thân có xuất phát điểm từ nhân viên ngân hàng nên đến khi làm chủ tịch hội đồng quản trị, Dũng chỉ nghĩ mình như những nhân viên khác đi làm thuê cho ngân hàng bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB khai, bản thân bắt đầu làm việc tại ngân hàng SCB từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 9 năm 2022 với cương vị phó tổng giám đốc có nhiệm vụ quyền hạn trong việc phê duyệt cấp tín dụng đối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của mình. Dung cho biết trên hồ sơ pháp lý, Dung được hội đồng quản trị và tổng giám đốc ngân hàng SCB tiến cử làm phó tổng giám đốc ngân hàng SCB tuy nhiên trên thực tế việc bổ nhiệm dung là do trương mỹ lan quyết định dung thừa nhận thường xuyên gặp và trao đổi công việc với trương mỹ lan trong thời gian làm việc tại scb bên cạnh đó dung còn nhận chỉ đạo trực tiếp từ lan để truyền đạt chỉ đạo các thành viên tại ngân hàng scb hợp thức hồ sơ khống giải ngân để rút tiền cho lan sử dụng dung thừa nhận biết việc trương mỹ lan đưa tài sản của mình vào scb để tái cơ cấu ngân hàng trong đó giai đoạn bắt đầu từ năm 2012. Trương Mỹ Lan có đưa một số tài sản như tòa nhà Sài Gòn Times Square, chợ vải, khách sạn Windsor vào tái cơ cấu để làm phương án vay mới, nguồn tiền để trả nợ cho các khoản vay cũ. Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Dung không thấy Trương Mỹ Lan đưa tài sản vào để tái cơ cấu SCB. Tương tự, bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB cho biết, Trương Mỹ Lan là người đề cử mình lên làm phó tổng giám đốc ngân hàng vào tháng 5 năm 2021. Trước khi làm việc ở SCB, Hoàng từng làm ở các công ty tập đoàn bất động sản. Sau đó, thông qua Nguyễn Phương Hồng gặp và được Trương Mỹ Lan bổ nhiệm làm lãnh đạo ngân hàng SCB. Bị cáo Hoàng Khai, dưới góc nhìn của mình, Trương Mỹ Lan là người đỡ đầu của ngân hàng SCB, đa phần các tài sản thuộc quyền quản lý của Lan. Lan là người quyết định điều hành hoạt động của SCB. Việc bổ nhiệm lãnh đạo SCB thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, nhưng Trương Mỹ Lan là người đề bạc bổ nhiệm các vị trí cấp cao ở SCB. Ngoài ra, việc tái cơ cấu các khoản nợ của SCB đa phần thuộc về nhóm của Trương Mỹ Lan. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, trả lời câu hỏi của đại diện cơ quan công tố, bị cáo Nhàn cho rằng tại thời điểm thanh tra ngân hàng SCB, bà không quen biết bị cáo Trương Mỹ Lan. Thông qua bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB mới biết bà Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cổ đông lớn nhất tại SCB. Bị cáo Nhàn khai, cuộc gặp giữa bà với bị cáo Lan là theo yêu cầu của Võ Tấn Hoàng Văn, để đề nghị bà Lan bán bớt tài sản để trả nợ cho ngân hàng vì khi thanh tra thấy nợ của chủ đầu tư với ngân hàng rất lớn. Về câu hỏi khi ban hành kết luận thanh tra, gặp và bàn bạc gì với bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Nhàn trả lời cuộc gặp không có trao đổi với bị cáo Trương Mỹ Lan rằng không đưa ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Liên quan đến số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ nhận của SCB trong quá trình thanh tra ngân hàng này, bà Nhàn cho rằng bản thân nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn hoàn toàn thụ động. Sau khi nhận tiền, bà đã liên hệ Văn để trả lại nhưng cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB không đến lấy hội đồng xét xử ngắt lời đại diện viện kiểm sát, bị cáo nhàn và hỏi bị cáo nhận tiền mấy lần. Bị cáo nhàn xác nhận lời khai trước đó là nhận 4 lần, tổng cộng số tiền là 5,2 triệu đô la Mỹ. Bác lời khai của bị cáo nhàn, chủ tọa phiên tòa nói, nhận tiền 4 lần sao là thụ động. Nếu bị cáo không có ý thức nhận thì nhận lần đầu rồi đem trả, nhưng bị cáo vẫn nhận lần 2, 3, 4 quá trình viện kiểm sát chất vấn, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thắc mắc nhiều người trong đoàn thanh tra cũng nhận tiền giống như mình, nhưng chỉ mỗi bà bị truy tố về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử cũng phân tích trong số các bị cáo nhận tiền thì bà Nhàn nhận số tiền nhiều nhất, về tội danh viện kiểm sát truy tố đúng hay sai, hội đồng xét xử sẽ đánh giá xem xét cũng trong phần xét hỏi đại án Vạn Thịnh Phát, trả lời trước hội đồng xét xử về các công ty sân sau giúp Trương Mỹ Lan rút ruột ngàn tỷ đồng từ ngân hàng SCB, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB khai, với các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, trong đó có công ty dầu khí Đông Phương thì tất cả đều có hợp đồng vay, có mục đích vay đã giải ngân cho nhóm Đông Phương, nhưng tiền thì bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đông Phương sử dụng Nguyễn Thanh Tùng từng được biết đến là đại gia dầu khí, chủ tịch công ty cổ phần dầu khí Phương Đông, người bị khởi tố trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát do cấu kết với Trương Mỹ Lan cho mượn pháp nhân, lập hồ sơ vay vốn, rút tiền của SCB rồi cùng bà Lan sử dụng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và Đào Trí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông có hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tùng đã cấu kết với Trương Mỹ Lan, chỉ đạo Đào Trí Kiên thực hiện các hành vi sai phạm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống trái quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, rút 1.720,88 tỷ đồng từ ngân hàng SCB để Lan và Tùng sử dụng. Xong, theo cơ quan công tố, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Trí Kiên không biết rõ mục đích chiếm đoạt và việc sử dụng tiền của Trương Mỹ Lan, nên đã khởi tố Nguyễn Thanh Tùng và Đào Trí Kiên về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng là có căn cứ. Hành vi của Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho SCB hơn 850 tỷ đồng, Đào Trí Kiên gây thiệt hại hơn 356 tỷ đồng. Phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư cho các bị cáo. Trả lời câu hỏi của luật sư Phan Trung Hoài về quá trình bị tạm giam cho đến ngày xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan cảm ơn tòa án và các cơ quan đã quan tâm tới sức khỏe, tạo môi trường tốt cho bà. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án cáo trạng, lời khai của các bị cáo khác và lời trình bày của chị thì suy nghĩ thực sự của chị như thế nào về tầm quan trọng của mình trong vụ án? Luật sư Phan Trung Hoài hỏi. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng cho rằng bản thân bà tôn trọng cáo trạng, cơ quan điều tra lời khai của các bị cáo khác. Cơ duyên nào đưa chị đến với SCB luật sư hỏi, theo bà Lan, tài sản của bà có được là từ thời mẹ bà tạo lập, sau này phát triển thêm, thân mẫu bà vốn là tiểu thương chợ biến thành 14 năm, sau đó gia đình bà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng Vạn Thịnh Phát, đến năm 1992 gặp chồng là Chu Lập Cơ nên duyên trong phần này bị cáo nói lòng vòng bị hội đồng xét xử ngắt nhiều lần vì trả lời không đúng trọng tâm và lưu ý trả lời thẳng vào câu hỏi vì sao bà biết đến scb vào thời điểm hợp nhất ba tổ chức tín dụng luật sư hoài hỏi lúc này bị cáo bật khóc nghĩ đến ngày đó tôi đau xót lúc đó ba ngân hàng hỗn loạn nhiều người được mời nhưng không dám vào nhà tôi không ai làm ngân hàng tôi không muốn làm ngân hàng nhưng ngân hàng nhà nước nói tôi giúp ba việc làm sao cố cổ phần trên 65% giúp ngân hàng mà không ảnh hưởng các ngân hàng khác, không ảnh hưởng tiền tệ quốc gia, cho mượn tài sản, kêu đối tác nước ngoài vào, bị cáo Lan trình bày. Theo bị cáo Lan, khi ba ngân hàng họp vào tháng 10 năm 2011, ngân hàng nhà nước mời bị cáo tham gia các cuộc họp để cho mượn tài sản. Lúc đó họ nói cần tôi giúp cho mượn khách sạn Windsor, khách sạn 5 sao đầu tiên của Việt Nam để thế chấp tài sản tôi thế chấp ngân hàng cho BIDV vay 15.000 tỷ qua anh Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị BIDV, còn 3 ngày nữa hợp nhất nhưng anh Hà rút luôn vì nói dư nợ lớn quá. Tôi về bàn với chồng lấy hết tài sản gia đình để trả nợ. Sau đó, anh Hà rút nên tôi phải đi giải chấp. Lúc đó là nửa đêm. Tôi phải thế chấp cho ngân hàng nhà nước để vay 15.000 tỷ. Sau đó vay thêm 3.000 tỷ, bà Lan trình bày. Luật sư, chị có thấy chị tiên lượng về mặt hậu quả pháp lý khi dùng tài sản thế chấp vay ngân hàng tái cơ cấu thì sẽ thế nào? Với tư duy bất động sản, tôi tin sẽ thành công. Tôi cho mượn nếu ngân hàng vực dậy không được, tôi sẽ mất hết, bị cáo Lan nói đã xác định tinh thần mạo hiểm khi đưa tài sản cho SCB. Về cáo buộc thâu tóm cổ phần tại SCB, bà Lan khẳng định cổ phần không phải của bà mà của bạn bè bà năm công ty nước ngoài đưa năm quỹ đầu tư vào dự án đô thị vệ tinh bắt đầu đi vào hoạt động làm thế nào để đất bùn sinh thành đất kim cương thì mới cứu được scb bà có nhớ tên năm pháp nhân nước ngoài không luật sư hỏi vốn dĩ không phải của tôi nên tôi không biết công ty nào vì gia tộc chúng tôi sống giản dị uy tín mấy chục năm nay nên chúng tôi được tin tưởng có sức ảnh hưởng lớn được tôn trọng của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài bà lan nói về việc cáo trạng nêu bà lan là người có quyền lực chi phối hội đồng quản trị scb bà lan khẳng định không có hứng thú với ngân hàng nhưng do có nhiều tài sản nên các anh em scb ngộ nhận tại sao họ không dám nói sự thật rằng tài sản của tôi đem vào chỉ để tái cơ cấu scb tôi ngoài việc cho mượn tài sản tìm nhà đầu tư thì tôi không biết gì khác các công việc phân công tôi không biết tôi đã đưa hết tài sản vào SCB. Về anh em SCB, xin hội đồng xét xử xem xét lại thật sự, họ khổ lắm, bà Lan nói. Về việc cáo trạng nêu có công ty ma trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, bà Lan cho rằng tất cả các khoản vay đều có tài sản đảm bảo thì làm sao gọi là công ty ma và đề nghị hội đồng xét xử xem xét thật kỹ vì các khoản vay của tôi đều có tài sản số dư và không hiểu công ty ma là gì. Bị cáo bày tỏ mong muốn được khắc phục thiệt hại trong vụ án và đề nghị hội đồng xét xử giúp chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Chí hoàn trả cho bị cáo để đưa vào SCB. SCB đang rất cần tiền, giải quyết kinh tế tài chính. Ngoài ra, bà Lan cũng đồng ý đưa 13 tài sản khác ngoài danh mục cây biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 64.621 tỷ đồng, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng, hành vi tham ô tài sản. Đứng ở bục xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận nội dung cáo trạng, không thừa nhận 9 thủ đoạn, phương thức phạm tội mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao liệt kê. Riêng về hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thể hiện có hơn 1.000 công ty trong và ngoài nước thuộc hệ sinh thái nằm dưới quyền kiểm soát của Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, trước tòa, bị cáo Lan nói Vạn Thịnh Phát chỉ có 4-5 công ty con, Bị cáo cũng phủ nhận việc nắm giữ đến 91,5% cổ phần SCB, đồng thời quả quyết bản thân không điều hành, chi phối mà chỉ quản lý tài sản tại SCB. Trái với lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, lời khai của các cựu lãnh đạo SCB gồm Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB lại thể hiện rõ quyền lực thao túng của bị cáo Lan đối với ngân hàng này. Về sổ sách, mặc dù bà Lan chỉ đứng 4,9%, nhưng thực chất bà Lan nắm phần lớn cổ phần SCB. Các cựu lãnh đạo SCB cũng khai nhận các hồ sơ mà các bị cáo ký đều theo chỉ đạo của bà Lan là do tin tưởng bà Lan ở tài năng kinh doanh có khả năng giúp SCB. Bà Lan thường triệu tập cuộc họp với lãnh đạo SCB. Tại các cuộc họp này, bà Lan chỉ đạo giải ngân cho vay. Việc bổ nhiệm các lãnh đạo SCB phần lớn cũng theo ý kiến của bà Lan. Cũng theo các cựu lãnh đạo SCB, khi cần tiền bà Lan sẽ tổ chức họp, chỉ đạo lập hồ sơ giải ngân và thực hiện các công việc liên quan. Năm 2021, bà Lan mua lại công ty Lavifood giao cho cháu gái là Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát quản lý. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi bị cáo võ tấn hoàng văn để làm rõ về quyền chi phối của bị cáo trương mỹ lan tại scb. Bị cáo văn kể vào tháng 7 năm 2013, được bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, tuyển dụng và làm việc với chức vụ phó tổng giám đốc SCB. Sau đó, bị cáo được sắp xếp gặp bị cáo Lan, được bị cáo Lan thuyết phục giữ chức tổng giám đốc bằng lời lẽ như không chịu làm để người khác ngồi lên đầu lên cổ à. Bị cáo Văn cho rằng có ý kiến của bị cáo Lan, bản thân mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc SCB cũng đứng trước tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung nói ban đầu rất thần tượng bị cáo Trương Mỹ Lan về tài kinh doanh nên hứa trung thành tuyệt đối, nhưng sau khi nghe lời khai của bị cáo Lan tại tòa, bị cáo thấy mình đặt niềm tin sai chỗ. Bị cáo Dung bày tỏ, bị cáo và nhiều anh em ở SCB từng động viên nhau cố gắng giúp chị Lan vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng sau phần khai của chị Lan, bị cáo thấy thất vọng. Phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB khai, biết được Trương Mỹ Lan là chủ thực sự của ngân hàng là căn cứ vào thời điểm tháng 9 năm 2019, khi vào làm việc tại ngân hàng, được bị cáo Lan dẫn vào các cuộc họp với các lãnh đạo SCB. Trong cuộc họp chị Lan có những chỉ đạo liên quan đến tín dụng và giải ngân. Cạnh đó trên thực tế Trương Mỹ Lan là người quyết định cho bị cáo được bổ nhiệm phó tổng giám đốc rồi quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB. Khi đó Trương Mỹ Lan nói bị cáo gặp Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB để được sắp xếp vị trí. Ngoài bị cáo thì còn có Trần Thị Mỹ Dung cũng được Trương Mỹ Lan sắp xếp bổ nhiệm Hoàng Khai. Về việc rút tiền ra khỏi SCB, Hoàng Khai trước khi Trương Mỹ Lan cần tiền thì sẽ họp với lãnh đạo SCB và chỉ đạo bị cáo là đầu mối để lập hồ sơ tài sản đảm bảo và số tiền cần giải ngân. Trong số những lần cần rút tiền thì một phần sẽ tổ chức các cuộc họp, một phần Trương Mỹ Lan gọi điện riêng cho bị cáo để chỉ đạo. Ngoài ra, trong một số cuộc họp của ngân hàng SCB còn có sự có mặt của Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Vạn Thịnh Phát tham gia. Khai về cách thức Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài, Trương Khánh Hoàng cho biết bản thân là quyền tổng giám đốc nên bị cáo đã phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán mua cổ phần của các công ty nước ngoài và chuyển tiền đặt cọc để mua tài sản ở nước ngoài cho Trương Mỹ Lan sau đó là làm thủ tục hủy cọc. Từ đó, số tiền gối đầu qua các lần chuyển ra nước ngoài là rất lớn. Cạnh đó, bị cáo còn phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền để thanh toán các khoản tiền trong thẻ tín dụng khi Trương Mỹ Lan đi nước ngoài. Người được Viện Kiểm sát thẩm vấn tiếp theo là bị cáo Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB. Ông Dũng Khai, Trương Mỹ Lan là người quyết định nhân sự cấp cao của ngân hàng SCB. Trên sổ sách thì Trương Mỹ Lan chiếm khoảng 4,9% cổ phần, nhưng bản thân bị cáo Dũng phỏng đoán bà Lan nắm số lượng lớn cổ phần nhưng không biết là bao nhiêu. Tiếp đến, viện kiểm sát hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc ngân hàng SCB, ai là người quyết định hoạt động của SCB, trong đó có việc quyết định nhân sự của SCB văn khai trước khi vào làm việc cho scb thì không biết trương mỹ lan là ai sau đó được nguyễn thị thu sương trực tiếp phỏng vấn sương cùng với đinh văn thành giới thiệu bị cáo đến gặp trương mỹ lan và được giới thiệu lan là cổ đông lớn của ngân hàng sau khi trình bày bị cáo văn chốt lại bản thân được làm tổng giám đốc là có ý kiến của trương mỹ lan Tính đến thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.200 tỷ đồng, trong đó 483.900 tỷ đồng nợ gốc và 193.300 đồng tiền lãi. Dư nợ gốc chiếm 93% tổng dư nợ gốc của hơn 23.000 khoản vay, còn dư nợ tại SCB. Hiện các khoản nợ này không có khả năng thu hồi. Đáng chú ý, số tiền 1 tỷ 066.600 tỷ đồng là tiền tính theo phương pháp lũy kế, cộng dồn nên cơ quan chức năng chỉ truy vết về dòng tiền của 1.284 khoản vay. Các khoản này còn dư nợ gốc là 483.900 tỷ đồng, nhưng thực tế là khi giải ngân là 525.400 tỷ. Trong 525.400 tỷ đồng được giải ngân của 1.284 khoản vay, Bà Lan đã chuyển ra ngoài hệ thống SCB 57.000 tỷ đồng, rút tiền mặt 81.800 tỷ đồng, trả nợ khoản vay cũ tại SCB 57.000 tỷ đồng, chuyển khoản nội bộ trong SCB 5.200 tỷ. Như vậy, tiền chuyển ra khỏi hệ thống SCB và rút tiền mặt của Bà Lan chiếm 88% tổng tiền giải ngân. Với số tiền trên, bà Trương Mỹ Lan sử dụng để trả nợ các khoản tiền mua bất động sản, mua cổ phần dự án và sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân khác. Phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phủ nhận toàn bộ cáo trạng truy tố và lời khai của các đồng phạm trước đó. Về cáo buộc chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB, bà Trương Mỹ Lan khẳng định mình không chiếm đoạt số tiền này. Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về lời khai của Bùi Văn Dũng lái xe của bà Lan đã vận chuyển số tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ từ ngân hàng SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 193 203 Trần Hưng Đạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hoặc về hầm B1 tòa nhà Sherwood 127 Pasteur quận 3 thành phố Hồ Chí Minh hoặc giao đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Số tiền trên bà Lan sử dụng để trả nợ tiền mua các bất động sản, mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác. Về lời khai trên của lái xe, bà Lan khẳng định là không có và nói luật sư sẽ trình bày các chứng cứ đó. Vào đây, tôi mới biết con số 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ này, bà Lan nói theo bà Lan, ông Bùi Văn Dũng có chở tiền nhưng không phải theo chỉ đạo của bà và tòa nhà Sherwood là căn hộ cho thuê, chứ không chỉ là nhà riêng. Về cáo buộc, thông đồng cấu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, không hoàn thiện thủ tục thế chấp, không đăng ký giao dịch bảo đảm để hoán đổi tài sản bảo đảm, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân, bán nợ xấu, cấn trừ nợ, để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu, bà Lan trả lời không quen biết ai trong công ty thẩm định giá. Thời điểm tôi chưa bị bắt, bất động sản giá cao lắm. Khi tôi bị bắt, bất động sản giảm giá. Bất động sản có lúc này, lúc khác, chứ không phải lúc nào cũng giá như thế. Xin hội đồng xét xử xem lại cho anh em thẩm định giá. Chứ xác định thiệt hại như vậy, người ta lấy tiền đâu bồi thường, bà Lan nói. Thẩm phán nhắc lại, các bị cáo thẩm định giá khai rất rõ là thẩm định theo yêu cầu của SCB, chứ không phải theo giá thị trường. Bà Lan nói, cái đó tôi hiểu ạ. À. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng lúc ba tội danh tham ô tài sản đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cáo trạng xác định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ 132.247 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Hành vi trên đã gây hậu quả khiến SCB bị thiệt hại số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Ngoài ra, từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan còn chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn để từ đó tham ô, chiếm đoạt của SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng trong phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Tại phiên xét hỏi bị cáo Nguyễn Cao Trí, 54 tuổi, quê Lâm Đồng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Văn Lang, công ty cổ phần tập đoàn Capella về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lực lượng cảnh sát dẫn giải bị cáo đến tòa. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Cao Chí cho biết cáo trạng truy tố về hành vi của ông là đúng. Bị cáo Chí khai quen biết với bà Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2017. Sau này khi hợp tác, bà Lan đã chuyển cho bị cáo khoảng 807 tỷ đồng. Nhưng tháng 1 năm 2021, khi ngồi lại thống nhất các khoản, thì phí làm tròn số tiền bà Lan chuyển là 1.000 tỷ đồng. Số tiền bà Lan chuyển với 3 mục đích gồm chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ công ty cổ phần cao su công nghiệp do ông Chí đứng tên sở hữu, chuyển nhượng vốn điều lệ công ty cổ phần Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Khi có thông tin chị Lan và đồng phạm bị khởi tố, bị cáo rất bối rối. Bị cáo thấy có rủi ro là có thể bị tăng gấp đôi số tiền nhận của chị Lan. Trong giao dịch, chị Lan cho người môi giới đứng tên. Bị cáo thấy rủi ro là chị Lan muốn giấu giao dịch. Bị cáo muốn công bố sự thật và quyết định thanh lý 3 hợp đồng. Còn tiền thì bị cáo đã nhận. Điều đó dẫn đến sai lầm của bị cáo, ông Trí khai nhận. Cũng theo bị cáo Nguyễn Cao Chí gia đình ông đã nộp hơn 700 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Thêm vào đó là phong tỏa tài sản hơn 300 tỷ đồng. Bị cáo Chí bày tỏ nguyện vọng muốn để gia đình tiếp tục khắc phục hết hậu quả bằng tiền mặt về vai trò những người như Nguyễn Cao Đức và những nhân viên, những thuộc cấp. Khi bị cáo nói thì nhân viên làm, những người này không biết việc bị cáo làm, ông Chí trình bày. Chủ tọa phiên xử cho biết đối với đề nghị này, bị cáo có thể yêu cầu luật sư tư vấn pháp lý làm thủ tục nộp tiền khắc phục cũng theo bị cáo trí sau khi bị bắt bị cáo đã rất tích cực phối hợp với cơ quan điều tra tội danh thì bị cáo không có ý kiến gì nhưng xin hội đồng xét xử xem xét về bối cảnh khó khăn vào thời điểm xảy ra sự cố bị cáo trí mong muốn Tại phiên tòa, bị cáo Trí nhờ hội đồng xét xử và cơ quan điều tra hỗ trợ thu hồi số tiền 1.500 tỷ đồng mà 4 đến 5 cá nhân và doanh nghiệp đang thiếu nợ. Tuy nhiên, hội đồng xét xử thông báo việc thu hồi nợ thuộc thẩm quyền của một dự án khác, bị cáo có thể đề nghị cơ quan điều tra xử lý. Đối chất tại tòa, bà Trương Mỹ Lan khai, quan hệ giữa bà và bị cáo Trí là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau khi bị bắt tôi không biết chuyện gì việc nguyễn cao trí chiếm đoạt tiền của tôi tôi rất cảm ơn cơ quan điều tra đã điều tra ra tuy nhiên đến nay anh trí đã khắc phục hậu quả tôi không có ý kiến gì mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho anh ấy bà trương mỹ lan nói